Vâng, xin chào anh chị và cô chú nha. Thì sáng hôm nay cửa hàng ô tô Nguyễn Thịnh cho đến anh em mẫu xe là Camry đời 2001. Cái này là bản đủ nha anh em. Bản đủ xe này là dòng form mới cực kỳ đẹp luôn. Thì được trang bị là 4 cái vỏ mới và dòng này thì nó thích hợp sẵn là ghế chỉnh điện nha anh em. Gặp lốc chính là tự động gương nó gặp lại ha. Gồm nguyên bộ lốc cửa luôn, cực kỳ ngon luôn nha. Mua và đi liền nó full luôn nha anh em. Đăng kiểm vào tới tháng 6 2021 ha. Để quay sơ bên ngoài cho anh em ngó nha. Thì phía xa xa em cũng còn nhiều Kangoo Vios 2020, Kangoo 2016 và Lanos Matic nha. Cái bên đây là con Jolly 205 nha anh em. Đó, em quay sơ bên ngoài ngoài hốc của con Camry cho anh em ngó qua nha. Cực kỳ đẹp chưa? Xe rất là chuẩn nha, đồng sơn sáng sủa rất là ok luôn. Đó. Nó có chạy một hơi lõm nha anh em. Đó. Xe là mua về đi liền thôi, rất là sướng. Máy V63.0 dòng này thì nó cũng nhiên liệu nó cũng tiết kiệm cũng vừa phải thôi chứ nó không là gọi là hao lắm so với máy V6 nha anh em. Thì nó 100 cây nó tầm khoảng 9 lít 10 lít nha anh em, nhưng mà đi rất là sướng anh em, đừng sợ hao xăng. Hao xăng là chạy rất là sướng nha anh em, xe nào mà không hao xăng là chạy không có mạnh, không có êm ấy à. Hao xăng là chạy rất là êm. Thì con này nó tầm khoảng 9 10 lít nha anh em. Thì kế bên con Jolly em đang bán 110 triệu, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em ha. 205 form mới cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó tiết kiệm xăng là khoảng 7 lít rưỡi thôi. Còn con này khoảng 10 lít ha. Mình có sao mà nói vậy cho nó dễ nha anh em. Hậu mưa vừa bán ha. Hậu mưa vừa bán, ai thích thì bán, ai không thích thì thôi ha. Dòng này thì nó chuẩn lắm. Nó lốc cửa nè, cửa bấm nè, dàn lo cực kỳ hay luôn. Ghế chỉnh điện nha anh em. Cái nút này bị mất rồi, bên kia thì đầy đủ. Nút này bị mất, bên đây bị mất nha. Ghế chỉnh điện, ghế da zin luôn, đồng sơn cứng cự ha. Cực kỳ chuẩn nha. Mua đi liền thôi nó. Anh em nào mến thì cứ alo cho em ha. Lập trần 5D luôn, 0397026935 hay qua số điện thoại em ha. Cảm ơn em rất nhiều nha.